Antifan cà khịa thằng mồm loe, Lê Dương Bảo Lâm đáp trả cực gắt. Mới đây, dưới một bài viết Lê Dương Bảo Lâm mới đăng tải, có Antifan để lại bình luận kém duyên, có nội dung như sau. Tài năng thật sự là gì vậy thằng mồm loe? Dòng bình luận này lập tức trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng. Tưởng rằng nam diễn viên sẽ chọn cách ngó lơ với những bình luận như này, nhưng Lê Dương Bảo Lâm thẳng thắn đáp trả cực gắt. Đứng nhất người có sức ảnh hưởng vài tháng thôi. Sao? Không phục thì anh cũng nổi rồi. Phản hồi trên của Lê Dương Bảo Lâm đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Cách nam diễn viên đáp trả đầy tinh tế nhưng cũng không kém phần thâm thúy. Lê Dương Bảo Lâm được mọi người nhận xét là người thẳng tính. Đây không phải lần đầu tiên nam diễn viên có hành động đáp trả lời lẽ kém duyên từ anti-fan. Hãy đăng ký kênh Chuyện Gì Thế để cập nhật những tin tức nóng hổi nhất trong ngày. Và đừng quên để lại ý kiến dưới phần bình luận nha quý vị.